Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tre. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng tùng. Và đây, đọt nó đỏ tươi, lá nhỏ gí luôn. Dạ, xin thưa là kim cương đọt đỏ của chú anh chị. Dạ, hôm nay em giới thiệu là một cái dòng lô lỡ bên em. Dạ, đây em đo thử cho cô chú anh chị coi đây. Dạ, có cây thì đang lên, có cây thì nó chuẩn bị lên của chú anh chị. Dạ, chiều cao cây là tầm 60. Dạ, cây là cây riêng. Dạ, cô chú anh chị. Dạ, chiều cao cây tầm 60 ăn lên. Dạ, có cái nhỉnh hơn. Dạ, đây cô chú anh chị, tùng kim cương nọt đỏ. Dạ, đẹp nhất là lúc lên những cái trò lọc này của chú anh chị, rất là đẹp. Dạ, đây những các bạn này thì chụp sắp bị lên rồi chú anh chị, chuẩn bị lên đỏ. Đây có các bạn này lên đỏ rất là đẹp luôn của chú anh chị. Dạ, nói cho cô chú anh chị coi. Cho cô chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Dạ, kim cương đọt đỏ cái zin đó, đang bể đồng rồi cô chú anh chị, chuẩn bị nó lên rồi cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị. Dạ, thích những bạn này xin liên hệ bên em. Dạ, kim cương đọt đỏ rồi đem lại sự may mắn cho gia chủ và sự tài lộc ạ. Dạ, sự thịnh vượng cực kỳ luôn. Lô này khá là đẹp luôn của chú anh chị, cao tầm 60. Dạ, đang búp đầu hết rồi của chú anh chị. Và điều đặc biệt lưu ý những dòng tùng màu của chú anh chị, của chú anh chị tòng phun nắng giùm em. Dạ, nắng càng mạnh thì lên màu càng đẹp của chú anh chị. Dạ, bên cạnh đó thì em có cung cấp cây giống. Dạ, cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Kim cương đỏ zin. Đó, của chú anh chị nào muốn đốt giai đoạn hơn thì lấy những bạn lỡ này bên em. Dạ, rất là xinh xắn. À, em cặp cái cây nhôm 60 của chú anh chị về, của chú anh chị có thể uống sữa tùy thích. Dạ, đó, về của chú anh chị có mạnh dạng uống sữa theo tùy thích, một có thể là của chú anh chị chơi dán trực, dán đứng, có thể dán bay, dán đổ tùy thích ạ. Dạ, nhà đây em cặp cái nhôm hết cho của chú anh chị rồi, cho cây nó cứng cáp. Dạ, nó cho của chú anh chị ngắm lại đây, kim cương đỏ zin. Dạ, hàng dâm cành. Dạ, chuẩn bị lên đây những trò lọc đây. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh, em xin kết thúc video đây ạ. À, rồi thích những băng này xin liên hệ bên chị em. Dạ, dạ quá đẹp luôn. Đó, em xin kết thúc video ạ.